Xin chào anh chị, em là Quyền Trang, thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng đất vườn đang bán với diện tích là 845m², có 120m thổ cư và chủ chốt giá là 850 triệu. Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nha. Trời ơi, anh chị nhìn nè. Anh chị thấy đẹp không anh chị? Chứ em thấy nó đẹp quá trời quá đất luôn á. Wow, trời ơi, cái này là cái mặt tiền đường đan này ha anh chị. Trời, cái gì mà đẹp chứ vậy nè. Nhìn rất là thích luôn ha. Đó, thì cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị á, thì nó sẽ nằm ở bên trong này. Nằm ở bên trong này nè anh chị. Thì đây là cái con đường đi vô đất ha. Đường này là đường công cộng, nhưng mà chỉ có khoảng 3 hộ sử dụng thôi. Là cái con đường này nè. Đất của mình sẽ nằm ở ngoài sau cái nhà bên này ha. Bây giờ em sẽ quay đường đi cho anh chị mình xem. Thì cái con đường đi ở ngoài này á, là đường công cộng của nhà nước nè. Đường này á, thì xe ô tô á, là 4 chỗ hoặc là 7 chỗ mà gọn gọn á, thì mình đi vô tới được. Còn mà loại xe bự bự á, thì mình vô nó hơi khó ha anh chị. Này, với ở chỗ này của mình á, thì chưa có chỗ quay đầu xe. Nếu mà có chỗ quay đầu xe á, thì anh chị mình chạy xe vô nó thoải mái hơn. Thì con đường của mình nè, ở đây á, mà anh chị đi ra ngoài lộ nhựa thì chắc nó khoảng tầm chừng 800-900m thôi. Một lát cuối video á, em thấy cũng gần á, em sẽ chạy ra cho anh chị mình xem. Xung quanh nhà hàng xóm thì rất là đông đúc luôn ha. Khu này rất là náo nhiệt luôn nha anh chị. Nhà cửa là sát sát nhau không à. Rất là phù hợp cho những anh chị nào mà mua đất để mà mình làm nhà vườn, mình nghỉ dưỡng đâu á anh chị. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ đi vô cái miếng đất cho anh chị mình xem ha. Thì ở đây nè, mình sẽ có một cái cổng, có cái chìa khóa đi vô bên trong. Mà bây giờ là Quyền Trang, hồi nãy Quyền Trang đi á, Quyền Trang không có nói trước để mượn cái chìa khóa đó anh chị. Cho nên là cô hàng xóm á, mới cho em đi đỡ ha. Thì bây giờ em sẽ đi đỡ nhờ bên cô hàng xóm trước cái đã. Này, nói chung ở đây nha anh chị, mà về mà nghỉ dưỡng nè là tội tuyệt vời số dách luôn á. Rất là yên tĩnh luôn. Này, thì để em đi qua. Con đi cái cầu bên kia ha cô. Dạ dạ, con cảm ơn. Đây, hàng xóm ở đây thì cũng dễ thương lắm. Hồi nãy em thấy có cây cầu đâu đây nè. Ở đâu ta? Ở đây hả? Chị thấy rồi. Đó, anh chị thấy không? Người ta có cái cổng mà em dạ. Ơi, đi bên này không được hả cô? Không sao đâu. Không sao con đi được. Anh chị xem nè, chị nhỏ phải không? Đó, ngon lành. Tiếng nặng quá coi chừng nha tiếng. Này, anh chị xem. Đây là ở ngoài trước cái cổng của mình nè nha anh chị. Hồi nãy điện thoại của Quyền Trang hết pin cho nên nó sẽ bị ngưng một đoạn ha. Đó, thì mình sẽ có một cái cổng mà mình sẽ đi thẳng vô bên trong này là tới cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị. Thì cái con đường này á, là con đường công cộng ha, và mình có thể hiện ở trên sổ luôn. Này, đường của mình á, là xe ô tô vô tới ha anh chị. Xe ô tô 4 chỗ hoặc là xe 7 chỗ mà gọn gọn á. Còn mà xe bự thì tại vì em thấy là nó có khoảng một cái cua, hai cái cua, sẽ có ba cái cua. Ba cái cua đó thì nó hơi gắt tí xíu cho nên là mình chạy nó hơi cực ha. Chạy riết rồi thì quen thì coi như là mình thi bằng lái xe luôn ha anh chị. Đây, miếng đất của mình thì lúc trước có cái cô hàng xóm là cái cô hồi nãy anh chị. Cô nói là đất trống thì để thôi, để cô tưới nước giùm rồi cái cô trồng ngò. Nhưng mà đợt này á, mưa nhiều quá rồi cô trồng ngò rồi cô xịt thuốc đồ anh chị, nó không có trúng cho nên nó là cô bị lỗ hết 9 triệu. Vì vậy là cô không có làm nè, cô không có làm nữa, để qua mùa nắng cô làm. Cho nên là nhìn cái miếng đất mình cỏ nó hơi nhiều ha. Thì đây là cái con đường công cộng luôn ha anh chị. Nhưng mà cái con, tại vì ở đây nè có 3 miếng đất lận, thì 2 miếng đã bán rồi, thì còn cái miếng ở bên này. Thì mình sẽ nói chung là mỗi một miếng đất đều sẽ vẽ một cái con đường đi riêng vô đất của mình hết. Thì con đường này để làm đường công cộng nè, nhưng mà nó sẽ được vẽ vô cái miếng cuối cùng của mình, đó là mình vẫn đi trên đường này luôn. Còn nếu như mà lỡ mà mình với hàng xóm có gây lộn thì mình sẽ đi con đường của mình, là từ ở đây nè ha anh chị, mình sẽ chạy dài xuống là qua khoảng 3 mét mấy hay 4 mét đó, là mình sẽ có một cái con đường ở đây nữa. Mai mốt mà anh chị mình bịt cái mương ở đây nữa thì cái sân của mình sẽ rất là rộng ha. Thì ở đây nè,
mình sẽ vẽ một cái con đường đi riêng của mình tới ngay cái chỗ cái trụ ở ngay chỗ này ha anh chị. Đây, mai mốt mà mình thích đi chung với hàng xóm thì mình đi, còn không thì mình đi riêng cũng được. Thì đây là cái miếng đất mà Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè. Đất thì sẽ có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ nha. Thì tổng diện tích của nguyên cái miếng rừng bưởi này á là 845 m², trong đó là có 120 m² thổ cư. Thì chủ kêu giá là 850 triệu ha. Giá này là giá cũng khá là ổn áp ha anh chị. Em thấy là giá ổn, giá tốt luôn á. Chứ đất mà ở xã Long Hưng nha, mà anh chị tìm khoảng 845 m², có 120 m² thổ cư, mà giá là khoảng 850, mà đường là xe 4 chỗ vô được là không tìm không ra nha, hiếm lắm luôn á, em đảm bảo luôn. Rồi thì anh chị thấy nè, bề ngang của mình á là mình sẽ tính từ ở bên này đi ha anh chị. Bề ngang á mình sẽ đi ngang qua là 30 m, bề ngang đi qua là 30 m nha. Còn chiều dài á thì cái góc bên này em thấy là chạy dài xuống dưới là 25 nè. Tổng diện tích ở trên sổ là 845 m², đất thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ nha. Còn bề ngang ở bên này đi ngang qua là 30, hậu của mình á là cũng 30 luôn. Thì nó khoảng từ ở đây nè, anh chị thấy là từ ở như từ ở cây bưởi này đi ha, nó sẽ đi qua tới cái chỗ cây dừa ở bên này nè anh chị. Đó, hậu của mình là cũng bằng bằng nhau luôn. Em nghĩ là cái để coi, ngang 30 dài 25 thì chắc là có một cạnh nó dài hơn, một cạnh nó khoảng 27 đó anh chị, chiều dài á. Rồi có vẽ thêm cái đường đi nữa, cho nên tổng diện tích miếng đất là 845 m² ha, có sẵn 120 m² thổ cư luôn. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ đi cho anh chị xem nha. Từ ở vị trí này mình sẽ đi ngang qua là mình sẽ đi ngang qua qua bên này là 30 m ha. Đây, ôi này cỏ quá trời ha anh chị. Lúc trước á nhìn miếng đất rất là đẹp luôn, nhưng mà nay cô hơi trồng ngò lỗ rồi, cho nên là mùa này mưa quá cô hết trồng ngò rồi. Đâu rồi cái cây trụ đâu ta? Đây, cây trụ của mình đây nè nha anh chị. Đây nè cây trụ của mình nè, tới đây ha. Bên này là cái phần còn lại của bên hàng xóm. Hàng xóm thì cũng chăm sóc vườn rồi nè, cho nên nó đỡ hơn, nó đẹp hơn ha anh chị. Đấy, sạch hơn mình tí xíu. Sạch hơn mình, còn của mình thì mình không có trồng, cho nên một đám cỏ luôn anh chị xem nè. Đó, thì từ ở đây, vậy là của mình chiều dài ở bên này ha. Chiều dài từ đây nè, anh chị chạy dài xuống dưới thì ở cái khúc bên này thì chiều dài chắc khoảng 27 m á anh chị. Còn cái chiều dài bên kia thì khoảng 25. Đó, tổng diện tích luôn á là 845 m². Giá là 850 triệu ha. Chủ đất sẽ bao trọn gói giấy tờ cho anh chị mình hết. Đất thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ nha. Mình sẽ đi ké bên hàng xóm để qua mấy cái clip đi ha anh chị. Em thấy là bên hàng xóm đang chuẩn bị xây một cái căn nhà mát ở đây hay là gì nè. Em thấy đổ nền rồi nè anh chị. Đó, chắc là để làm một căn nhà gọn gọn hay là cái nhà mát đồ để mình vô vườn mình chơi đồ á. Đó anh chị xem. Đây nè mấy cái clip của mình nè. Nói chung mà mấy cái clip rộng lắm. Ở đây chắc có khoảng 3 clip hay gì đó. Rất là rộng luôn. Thì anh chị mình trồng cây ăn trái, xây nhà thêm cũng được. Mình trồng cái gì đó mình thích đó thì mình trồng ha. Chạy dài qua bên này. Đây nè anh chị xem nè. Đó, chạy dài qua bên đây ha. Đó, rồi để Quyền Trang mở định vị lên cho anh chị mình xem. Trời, cái clip rất là rộng luôn. Anh chị mà mình thích cây trồng, cây ăn trái gì nữa thì mình trồng vô thêm cũng được ha anh chị. Đấy, rồi để em mở định vị cho anh chị xem nha. Thì đất của mình nó là sẽ nằm ở hướng Bắc nha. Đất nằm ở hướng Bắc. Thì anh chị nhìn nè, đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nè, anh chị thấy không? Mình nằm nè, mình có một cái con đường đi vô đất luôn đó anh chị thấy nè. Đây, em đang đứng ở bên này, đất của mình ở ngay khúc này nè, anh chị thấy là có cái đường công cộng đi vô tới đất của mình luôn ha. Nó có thể hiện trên bản vẽ luôn, đây là cái con đường công cộng nha. Trong sổ đất của mình thì cũng có thể hiện luôn. Xung quanh đây thì nhà cửa hàng xóm rất là đông luôn nè. Đây nè anh chị xem nè, mình đi y. Mình đi chợ thì chắc khoảng tầm chừng 5 phút thôi. Mình đi ở đây nè, mình chạy ra ngoài lộ nhựa thì chắc khoảng tầm chừng có mấy trăm mét hả anh chị. Thì ở ngoài đầu đường á là em thấy là có một cái chợ chùm hổm luôn.
Thì anh chị đi chợ thì chắc khoảng tầm chừng 5 phút đổ lại thôi là mình sẽ có chợ luôn ha, chợ Thầy Tùng hay gì đó. Còn ở bên này là Ủy ban Nhân dân của xã Long Hưng, thì anh chị thấy nè, Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng cách đất mình gần lắm, anh chị đi khoảng tầm chừng 5 phút thôi chứ không có xa. Nói anh chị xem nè, ở đây nè Ủy ban xã Long Hưng, rồi trường trung học cơ sở xã Long Hưng nè, còn lại tí xíu nữa là trường tiểu học cấp 1, cấp 2 ở bên này ha. Đây thì ở đây của mình rất là gần Mỹ Tho luôn, gần chạy gắn Đồng Tâm nè. Ở đây mà anh chị đi về thành phố Mỹ Tho thì để em bấm là khoảng bao nhiêu nha. Đó, ở đây mà đi về tới từ tới Mỹ Tho ở đây chỗ này ha, đường tỉnh lộ 870 là giáp ra thành phố Mỹ Tho đó anh chị. Thì từ ở đây mà anh chị mình đi về tới thành phố Mỹ Tho là khoảng 3,5 cây ha. Mình chạy xe là khoảng 8 phút. Vậy là có nghĩa là mình đi khoảng tầm chừng 10 phút nữa thôi là anh chị sẽ tới cái chỗ mà ở đây là mình sẽ có chợ Xoài Hộp ở khúc này. Chợ Xoài Hộp này ha. Rồi có chùa, chùa Sắc Tứ ở chỗ này luôn nha anh chị. Rồi đối diện chợ Xoài Hộp á là Ủy ban. Chợ Xoài Hộp thì đối diện qua là Ủy ban nè. Kế bên là chùa Ông và chùa Sắc Tứ, một ngôi chùa khá là nổi tiếng ở chỗ của em ha. Rồi Bách Quá Xanh ở đây luôn, rồi trạm y tế rồi nè, Phước Thạnh nè anh chị. Ở đây thì trường tiểu học Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho nè. Nói chung là anh chị đi khoảng tầm chừng 5 đến 10 phút thôi là mình sẽ tới chợ, trường học và ủy ban. Rồi trường học đó là mình sẽ có cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Nói chung là đủ hết nha anh chị nè. Anh chị thấy trường cấp 3 Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho nè. Đó, vậy là mình sẽ đi khoảng tầm 3,5 cây thôi là mình sẽ tới giáp ranh của thành phố Mỹ Tho. Rồi anh chị có thể là mình sẽ đi khoảng 5 cây nữa là mình sẽ vô tới bên trung tâm của thành phố Mỹ Tho ha. Thì từ ở đây mà anh chị mình đi về bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây nha. Mình đi về bến xe miền Tây thì trung bình là khoảng 63 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 15 phút. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ đi ra, em quay cái con đường đi ra cho anh chị mình xem ha. Tại vì em thấy là đi ra ngoài chợ mà bán ở ngoài lộ nhựa thì cũng gần gần lắm, nên thôi quay cho anh chị mình xem luôn. Thì đất của mình là có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ. Sổ hồng là sổ hồng riêng nha. Và trên sổ là có thể hiện đường đi cho mình đàng hoàng luôn. Rất là ngon. Xe ô tô 4 chỗ vô tới, xe 7 chỗ thì gọn gọn thôi. Chứ bự quá thì mình chạy đường không quen á anh chị. Chứ anh chị mà dẫn dẫn thì đi được. Nãy em có hỏi tài xế bên em á, chiếc 7 chỗ của em là vô được á anh chị. Có điều là không có chỗ quay đầu xe. Cho nên nó là... tụi em không có chạy vô đây. Mai mốt anh chị về á, mình làm cái chỗ quay đầu xe cho nó rộng rộng á, để xe mình vô cho nó thoải mái ha. Nó có 3 cái cua, nó hơi gắt tí xíu nha. Đó anh chị xem. Rồi để em ra ngoài rồi em quay đường đi cho anh chị xem ha. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ quay cái đường đi cho anh chị mình xem nha. Anh chị hồi nãy em thấy á, trên cái con đường này nè anh chị, mà cặp ở ngoài sau lưng miếng đất của mình đó anh chị, thông với miếng đất của mình luôn, là cũng có bán một miếng là 700 m², kêu giá là 1 tỷ ha. Nhưng mà tại vì là cô hàng sớm chỉ cho em á, rồi em không có biết rõ ranh giới tới đâu, với nó còn ở bên kia thì nó còn một đoạn đường đất á anh chị, cho nên là em để đợi cô chú chủ đất về á, rồi em gặp em hỏi giá cả kỹ lưỡng hơn rồi em quay cho anh chị mình xem. Rồi giờ mình đi qua bên này ha.
quẹo mép bên tay tay phải á em. Đây. Buổi sáng ở ngoài này nè, có mấy trên này có cái chợ buổi sáng á, để em quay cho anh chị mình xem ha. Này, ở ngoài trước mình á anh chị, nó có một cái chợ chợ hởm buổi sáng nè, đây. Bây giờ là khoảng 10 giờ rồi cho nên người ta dẹp vô bớt rồi ha anh chị đó. Rồi, mai mốt anh chị đi chợ thì cũng rất là gần nha. Quành quành lại em. Còn cái hướng này là anh chị đi thẳng nữa là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho. Rồi thì em cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em nha. Anh chị nào thích miếng này thì alo cho em hay, em sẽ dẫn cho anh chị mình đi xem. Rồi chào anh chị nha.